Chào anh em đã quay trở lại với video mới nhất của công ty Anh Minh Tú Hiền. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một video về một dàn cài tóc là cơ sở em mới làm cho khách. Dàn này là tóc 6 lưỡi, 2 lưỡi úp bên ngoài và 4 lưỡi trẻ bên trong. Anh em cùng coi dàn cài có những gì nhé. Dàn này thì là 2 lưỡi úp bên ngoài này, sẽ úp vào. Và là 4 lưỡi chạy ở trong thì có nhiệm vụ là chạy luống chạy hàng. Anh em có thể coi này, em quay qua một vòng với dàn cày này. Đây. Lưỡi chạy này thì tóc thì nó sẽ chạy đi một lần, cái hàng chạy nó sẽ sâu và chạy đất ra hai bên cho anh em nào cần làm tóc hàng luống sâu. Dàn cày, ưu điểm của dàn cày bên em thì có thể tăng chỉnh được độ nông sâu này, tăng chỉnh được kích thước rộng của các hàng này. Không như các dàn cày ở trên thị trường thì người ta sẽ bỏ hết các bước này để làm cho nhanh, người ta sẽ hàn chết luôn. Thậm chí có những cơ sở người ta còn hàn chết cả vị trí của từng cái lưỡi nữa. Mình muốn tăng chỉnh mua về thì làm theo ý của mình cũng không được. Ở đây, phần dàn bên em thì mình có thể tăng chỉnh độ nông sâu, tăng chỉnh độ rộng dài của dàn cây. Ví dụ mình cần tóc hàng hai hàng ngô là 70cm thì là có thể tăng chỉnh được, hoặc là tóc 50. Nói chung thì bên em thì làm như vậy thì nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn một xíu. Thì đổi lại thì anh em về mình làm theo ý của anh em nó rất khỏe, không phải chế trụng gì hết cả. Đây, em quay lưỡi cho anh em coi này. Lưỡi chạy này, lưỡi chạy của bên em làm đây. Đấy, từng lưỡi chạy rất chi tiết, anh em có thể coi để tham khảo. Dàn cày này thì khách sẽ đi một lần tự lại tóc. Anh em có thấy độc lạ không? Dàn này khách sẽ đi để một lần là bề tóc lạc, tóc ngô tự lại luôn. Anh em nào rinh được dàn cày này không? Máy khá là nặng đấy. Thử của bên em đã không rinh được đâu. Mặt bích của bên em làm khá là chắc chắn nhé. Làm sắt dày. Dàn này có thể lắp rời hoặc là lắp sau dàn sới. Căn bản là anh em sẽ sử dụng với mục đích như thế nào thì em sẽ chế và lắp kiểu như vậy cho anh em phù hợp. Để anh em về có thể là mình tăng chỉnh theo ý của mình. Đấy, lưỡi úp thì em cũng làm đấy. Bên ngoài là sẽ là hai lưỡi úp này. Đây anh em. Bên trong là 4 lưỡi chạy này. Tùy này, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại là 0354 715 098. Gặp em Tú, em sẽ tư vấn cho anh em giá cả chi phí của một dàn cày và cái dàn cày nào phù hợp với địa hình của anh em. Địa chỉ của em là ở xóm 7 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Anh em nào gần hoặc là khu vực Nghệ An thì có thể để ghé thăm cơ sở để coi về dàn cày. Nhiều hôm em cũng muốn báo giá lên nhưng mà giá tại thời điểm nó khác nhau và giá của từng dàn cày nó khác nhau. Anh em nào có nhu cầu mua dàn cày thì em sẽ tư vấn dàn cày phù hợp nên giá thành của mỗi dàn nó khác nhau. Đấy. Hôm nay thì lên nhanh một dàn như vậy để em sẽ quay nhanh để em sẽ làm cho khách. Đấy. Đây là mặt sau của dàn cày anh em. Đấy, bên em thì có tăng chỉnh độ nông sâu này. Trên thị trường thì người ta làm chết cả này, làm cho nhanh này. Nhiều bác cứ bảo là làm một thanh sắt dày, giật dày. Thì em cũng làm thôi, nhưng mà ở chỗ em người ta yêu cầu tăng chỉnh độ nông sâu. Chỗ các bác thì các bác làm chết chứ, chỗ em thì nông sâu thì lưỡi này phải sâu hơn lưỡi kia. Thì đấy. Còn một số bát thì hay lại hàn luôn cả cái lưỡi vào cái khung luôn. Người ta muốn tăng chỉnh ra một phân thì dân thì yêu cầu như vậy thì mình làm thế nào? Nên thì giá thành của mỗi dàn nó khác nhau thôi.
chi phí sản xuất nó khác nhau. Đấy, hàn chết luôn thì cũng đơn giản thôi, hàn chết luôn là nhanh khỏe chắc chắn. Tự hàn nào ai chả muốn như vậy, làm cho nhanh. Thì đấy, thì em nói như vậy thì là bác nào hiểu thì có nhu cầu mua. Và nếu thích sản phẩm bên em thì liên hệ số điện thoại 0354715098 gặp em Tú. Em sẽ tư vấn giá cả chi tiết cho các bác để các bác coi để tham khảo. Nếu được thì các bác chốt đấy. Đấy, chào anh em. Hẹn gặp các bác trong một clip mới nhất của em.